Chào em ha, anh tên là Toàn ha, không biết em tên là gì? Em tên là Thắm á, anh sinh năm bao nhiêu vậy ạ? Năm nay anh 94 ha. Dạ em nghe nói là 94 với 98 nó cũng hợp tuổi với nhau đúng không anh? Ủa, hiện tại là em còn đang đi học hả? Dạ đúng rồi, em đang là sinh viên ạ. Nhà em có 5 người, em là con thứ. Nhưng mà anh sống tại Sài Gòn từ nhỏ lớn luôn. Em cũng gần gần giống như anh, là quê em thì ở Bắc, nhưng mà em không có sinh ra và lớn lên ở đó. Mà từ nhỏ giờ là em ở trong Đắk Lắk á. Em thì vào sống trong Sài Gòn học cũng được 2 năm rồi, nhưng mà em cũng tập nói giọng miền Nam á, nhưng mà không có nói được. Anh em giọng gái, giọng Bắc rất là dễ thương mà. Ở quê á thì em sẽ là người phụ trách nấu ăn cho gia đình và dọn dẹp nhà cửa. Còn ở trên này ở trọ thì ở chung với bạn thì công việc nhà nó sẽ phân công ra. Nhưng mà bình thường mà rảnh mà em không có việc làm á thì em thích dọn dẹp nhà cửa. Em suy nghĩ như thế nào về người phụ nữ hiện đại? Em không có thích ỷ lại người khác. Đó là riêng bản thân em thì em muốn tự lực. Em không muốn phải là ai lo cho em hay dựa dẫm cho hết rồi. Em thích gì em có thể làm được. Thì hiện tại em đang là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2. Em học chuyên ngành báo chí. Em thì em cũng rất là thích diễn viên và cũng đam mê bên ngành đó. Thì không biết là anh có thích cái người con gái của mình hay là người bạn gái của mình mà đi theo ngành đó không ạ? Cái đó quyết định của bạn đó thì bạn anh tôn trọng. Em muốn biết là cái quan điểm trong tình yêu của anh nó như thế nào ạ? Anh thì anh trung thật lắm, trung thủy luôn. Anh bị cái là ít thời gian để quan tâm đến cho bạn. Anh phụ thuộc công việc nhiều quá. Công việc của anh thì một ngày anh làm phải làm đến 9 tiếng lận. Buổi tối anh làm đến 9 giờ anh mới ra. Nên cái thời gian mà hai người gặp nhau không có khớp. Anh sẽ cố gắng quan tâm thôi. Có thể là anh quan tâm bằng tin nhắn. Và người cuối cùng gần đây nhất là khoảng bao lâu vậy anh? 3-4 tháng trước. Mà không biết lý do tại sao mà anh lại không quen người đó nữa. Thì không hợp thôi. Bạn đó thì kiểu như thích ăn diện á, anh thì anh không thích. Bạn đó liên tục mua đồ xuống rồi mua mỹ phẩm, với bạn đó thích ăn mặc kiểu như hở hang á, nên kiểu sexy á, nên thì anh cũng không thích luôn. Cứ cãi nhau về hoài thì dẫn đến việc là chia tay thôi. Em thì cái lý do mà em chia tay á, tại vì ý là ít quan tâm á, mà em thì em thích quan tâm, như là em muốn được quan tâm nhiều hơn, là người ta sẽ trân trọng em á. Còn nếu mà từ 9 giờ mà em rảnh á thì có thể là mình đi chơi, đi ăn uống đâu đó. Còn với anh thì cái thời gian nó hơi bị hạn hẹp, bởi vì anh cần anh lên đây là anh tìm một người là hiểu và thông cảm với anh, với có thể hơn thì có thể mình khớp thời gian nhau thì có thể gặp mặt được nhiều hơn. Em á thì em cần một người mà rất cần luôn, một người mà có thể hiểu em, và đặc biệt là người đó sẽ trân trọng em. Là em thấy chỉ cần hai điều đó thôi là em nghĩ nó sẽ hạnh phúc rồi. Sau này ví dụ mà mình tiến tới hôn nhân thì em có dự định là làm gì, về làm dâu gia đình hay không? Thì cái đó mình không thể nào nói trước được anh. Tại vì nếu như mà mình cảm giác là mình hợp nhau hay là mình trân trọng và hiểu nhau á, thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Rồi em sau này mà đi làm em có cân bằng được giữa công việc nhà và cái ở ngoài xã hội không? Cái đó thì em nghĩ là em có thể sắp xếp được. Tại vì bình thường như em ở một mình hay là em ở với bạn á, thì cái thời gian mà ở nhà em cũng phải sắp xếp cho cân bằng á. Tại vì nhiều khi mà mình đi ra ngoài mình làm mệt quá thì mình cũng phải cần có thời gian mà ở nhà thì đỡ mệt hơn. Và những lúc như vậy mà em ở nhà thì em không có ngồi không đâu, mà em sẽ dọn dẹp nhà cửa hay em thấy gì đó là nó bừa bộn quá thì em sẽ sắp xếp lại. Anh thì anh hơi quan tâm gia đình, chứ anh rất là quan tâm, nhưng mà kiểu như anh là không có thời gian thôi. Sau này á, mà lỡ mình cưới nhau đó rồi mình sinh con luôn á, mà lúc mà sinh á, thì anh muốn em là bỏ cái nghề của em luôn, em ở nhà em toàn tâm toàn ý em lo gia đình, không thì có được không? Đó, đối với em á, gia đình thì là trên hết, nhưng mà em không muốn phụ thuộc vào ai hết. Ý là em không có muốn bỏ công việc của mình đâu, và em cũng không muốn bỏ cái đam mê của mình, nhưng mà chắc chắn là em sẽ sắp xếp được thời gian cân bằng. Nói chuyện nãy giờ thì anh thấy cũng hợp. Không biết anh có yêu nào, yêu cầu này em có chịu không? Anh nói đi, nếu như mà em làm được thì em sẽ chịu. Anh nắm tay em có được không? Chỉ sợ là anh thất vọng thôi. Tại vì em á thì tay của em á thì không có mềm mại như các bạn nữ khác. Tại vì em thì em chơi guitar, cho nên là tay của em nó bị chai dần á, chứ nó không có được mịn màng. Cái đó không sao em. Đúng là tay em khô ráo thiệt ha.
Nhưng mà cái này thì đối với anh thì nó bình thường thôi. Tại vì anh cũng vậy, anh trai hết rồi. Rồi cảm ơn em. Lúc đầu mới xem thì cũng hợp nhau, tại vì như là thích anh đó là huấn luyện viên thể hình và anh đó sinh năm 94 thì cũng rất là hợp tuổi với mình. Nhưng mà sau khi mà anh nói là anh thích người phụ nữ truyền thống á, thì mình nghĩ là mình không có truyền thống cho lắm, thì mình cảm thấy là hợp nhau khoảng 40%. Nhưng mà khi anh đó nắm tay á thì tự nhiên anh run quá, thấy tay anh run quá làm mình run theo, cho nên là tự nhiên cái lúc đó như là cái tần số của mình nó lên cao hơn một chút xíu, thì mình nghĩ là chắc hợp nhau 50% ạ. Thấy anh ấy cũng khá là rụt rè và có vẻ như là nhát gái hay sao. Trước khi mà gặp mình á thì anh cũng gặp một bạn nữ nữa rồi, và sau mình thì anh sẽ gặp thêm một bạn nữ nữa. Thì hy vọng là sau ba cái lần gặp gỡ như vậy thì anh sẽ chọn em để mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn và cho nhau một cơ hội. Sau khi gặp bạn Thấm thì mình cảm thấy bạn đó cũng khá là hợp với mình. Bạn đó kiểu như hơi bị mạnh mẽ. Bạn Thấm thì em cảm thấy là hơi hướng ngoại với công việc. Bạn đó yêu công việc quá thì em cảm thấy là giữa Linh với Thấm thì bạn Linh phù hợp với em hơn. Em thì bạn Thấm nói là bạn Thấm hay là điện nhà thì em lại thích mấy những người như vậy. Em thì cũng chưa biết sẽ chọn ai, nhưng mà để gặp được người thứ ba thì em sẽ đưa ra lựa chọn của mình. Khi mà nói chuyện với ba bạn nữ thì mình cảm thấy là bạn Linh, bạn đầu tiên có vẻ là hợp với mình. Để trải qua những dòng sau nữa thì mình sẽ đưa ra quyết định. Nếu để lựa chọn loại một bạn ở vòng này thì em lựa chọn loại bạn Thấm. Em cảm thấy bạn Thấm không hợp với người phụ nữ em đang tìm kiếm. Không chịu về làm dâu và tính với công việc của bạn đó. Em đang tìm vợ cho em. Chào mấy bạn ha. Bạn này là có thể là bạn Linh, bạn Yến và bạn Thấm. Lần đầu nói chuyện với bạn Linh á thì mình cũng mình cảm thấy là khá hợp. Kiểu như cái tiêu chí mình đặt là người mình muốn chọn. Còn với bạn Yến á thì bạn kiểu như vui nhộn, bạn dễ gần, dễ mến. Còn bạn Thấm á thì nhẹ nhàng hơn hai bạn kia, rồi cũng nữ tính hơn nữa kiểu. Sau cái buổi mà gặp mặt thì em cảm thấy là em với anh cũng còn khá là nhiều điều cần phải tìm hiểu nhau, nên là em vẫn có muốn có cơ hội để tiếp tục tìm hiểu anh thêm. Khi mà gặp anh rồi á thì trời ơi, anh cao với lại nhìn cũng đẹp trai, cười tươi. Nói chung là em cũng muốn tìm hiểu anh. Qua cái lần mà gặp mặt và nói chuyện với anh á thì em cảm thấy như là em với anh có nhiều quan điểm nó không có giống nhau, và thời gian thì có vẻ cũng không có trùng khớp với nhau cho lắm. Thì em nghĩ là em với anh chắc là em thì chắc không phải là người anh muốn chọn rồi. Anh thì cảm thấy rất là tiếc. Anh xin tặng bông hoa này cho bạn Thấm ha. Anh rất tiếc. Anh mong là chúng ta có thể làm bạn nhau. Cảm ơn anh. Cũng em rất vui khi được làm quen với anh, và mong rằng là sau này nếu như mà em có học quốc sinh thì em sẽ tìm đến anh. Khi mà mình thấy gương mặt của bạn Nam á thì thấy bạn cũng khôi ngô tuấn tú, nói chung là rất là thân thiện, nói chuyện cũng, nhưng mà anh hơi nhát nữa. Mình thấy anh nhát quá, anh nói chuyện như là anh rụt rè quá. Trước khi mà chưa nhìn thấy hai bạn nữa thì mình nghĩ là anh Toàn với mình cũng không có hợp nhau rồi, cho nên là mình nghĩ là với nhiều cái quan điểm nó trái ngược nhau nhiều quá thì hai người cũng không hợp với nhau. Mình là người ra về đầu tiên thì mình sẽ chúc cho ba bạn còn lại trên cái hành trình còn lại thì mong sao cho anh Toàn sẽ kiếm được một người phù hợp với mình nhất.